Mình đã từng là nạn nhân và cũng chứng kiến nhiều vụ bạo lực học đường. Nó thì đã biến đổi mình hoàn toàn. Từ một người hướng ngoại, nhanh nhỏ hoạt bát, nói lắm làm liều. Đúng rồi, đâu cắn gắt. Thành một người hướng nội, nghĩ nhiều làm lắm. Ôi giời ơi, nha. Mình đã từng bị cô lập, trêu chọc, nó diễn ra từ hồi năm lớp 8. Lên cấp 3, mình bước vào một thế giới mới. Và không phải ai cũng may mắn như vậy. Nó nguy hiểm á? Đúng, vì nó diễn ra và giai đoạn tâm lý chưa được định hình. Nó chưa đủ cứng, chưa đủ vững để đối mặt với những áp lực kiểu vậy. Và nó dẫn đến những cái kết buồn. Như bạn 2K7 trường chuyên Đại học Vinh vừa qua, là một YouTuber đang bị flop. Video hôm nay mình sẽ mổ xẻ vấn nạn này. Nhân chi sơ tính bổn thiện hay nhân chi sơ tính bản ác thì đều phụ thuộc vào môi trường. Bạn thì là tờ giấy trắng, môi trường sẽ quyết định ở trên tờ giấy đó là một bức tranh có sắc thái như thế nào. Quá khứ của kẻ phản diện luôn là một bức tranh nhợt nhạt yếu đuối. Trong một cái thời đại vật chất, thời của TikTok và đại ca idol, cùng với lòng đố kỵ, ghen tức, cách để khẳng định bản thân không chỉ còn là sự nỗ lực, có cách dễ hơn là làm nhục hoặc hạ bệ người khác. Vậy là bạo lực học đường được sinh ra. Nó sẽ diễn ra qua 3 giai đoạn. Nạn nhân thì là bất kỳ ai. Đầu tiên, người đó sẽ bị cô lập, bị bạo lực về tinh thần, kiểu những lời nói vu vơ, bông đùa những ác ý. Mục đích là để thám thính xem thái độ của bạn và thái độ của những người xung quanh bạn. Nó sẽ kết thúc nếu bạn chống cự, phản đam hoặc là không thu hút được sự quan tâm từ người khác. Nếu không, giai đoạn 2, khi đã biết bạn dễ bị bắt nạt và đã quy tụ được một đám thích bắt nạt bạn, những hành động bạo lực nhẹ sẽ bắt đầu diễn ra. Sẽ là những lời hăm dọa, va chạm cơ thể kiểu cố tình thâm nhập vào không gian riêng tư. Đám này sẽ biến bạn thành Joker của cả lớp. Ở giai đoạn này, nếu không có sự can thiệp từ giáo viên, từ người lớn, từ soái ca hay từ soái tỷ thì nó sẽ... Giai đoạn 3, bạn sẽ là nạn nhân của những trò lố bịch, những trận xô xát nếu phản kháng, những lần hẹn hò ở cổng trường, nhưng không phải là để yêu thương. Tần suất xảy ra những việc này thì ngày một dày hơn. Trời ơi. Nếu tâm lý bạn không vững, không tìm được sự giúp đỡ, thì một là bạn sẽ phải bỏ học, chuyển trường hoặc là chuyển lớp, hoặc là sẽ có nhiều ý nghĩ dại dột. Đây là 3 giai đoạn của một quy trình biến ai đó trở thành nạn nhân, trở thành trò hề. Nó thì diễn ra ở mọi lớp học. Khác biệt ở đây là nó có thể dừng ở giai đoạn nào, thái độ của bạn và những người khác là ra sao. Với một người đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường, đề xuất của mình thì là nên có một hòm thư mật của từng lớp, nơi mà giáo viên chủ nhiệm có thể biết mọi thứ đang diễn ra, để có thể hoàn thành trách nhiệm của một giáo viên chủ nhiệm.